Chào bạn, mình là Mr. Đỗ đây. Thì hôm nay có bạn Cương thì bạn có hỏi mình một câu hỏi là bạn hiện tại đang có ba tên miền, đó là tên miền A, tên miền B và tên miền C. Thì tên miền C của bạn đó là tên miền chính. Nghe tên miền chính của bạn là tên miền mà bạn ấy kiếm tiền hay bạn ấy SEO đang sell lên top như hẹn. Thì bạn ấy đang muốn hỏi một câu hỏi là cái tên miền hiện tại của bạn á, thì bạn có ba tên miền chính và tên miền A và tên miền B của bạn ấy đang redirect về tên miền chính là tên miền C. Còn nếu mà bạn chưa hiểu cái thuật ngữ redirect là cái gì á, thì các bạn chịu khó search tìm kiếm Google, tại vì nếu mình giải thích ra thì nó cũng khá là tốn thời gian. Thì nếu được mình sẽ giải thích ở cái thuật ngữ này ở video khác. Thì bạn hỏi là tên miền A và tên miền B thì redirect về tên miền C. Thì bây giờ bạn ấy muốn tháo cái thằng tên miền A ra, nghĩa là bạn ấy không muốn thằng A redirect đến thằng C nữa. Thì thằng C có bị tụt hạng SEO hay tụt hạng SEO gì không? Thì mình trả lời trực tiếp á, là không. Thì nó không có ảnh hưởng gì đến SEO hay là SEO gì hết, hay là thứ hạng của gì hết cả. Tại vì bạn phải hiểu cái cốt lõi như thế này là cái link juice. Link juice có nghĩa là về hẹn như thằng A đi, thằng A nó được một vài đường link đi đến thằng A, nó có một vài đường link đi đến thằng A và thằng A nó được bây giờ được tăng điểm sức mạnh, tăng điểm DA hay BA về cái thằng này, cái thằng tên mình A nó đang hưởng một sức mạnh là DA BA nó như 10, 11, 12 gì đi mình ví dụ vậy. Thì nó hưởng được sức mạnh đó là do có những cái đường link chính, những đường link và link juice, những đường link khác đó, nó dẫn đến cái tên mình A này, thành ra nó mới được tăng sức mạnh. Và bây giờ đó bạn redirect thằng tên miền A đó và tên miền C đó, thì tất cả cái đường link đó, cái đường link đến thằng A đó nó không có được chuyển đến thằng C mà nó vẫn ở giữ nguyên thằng A. Thành ra đó về nếu mà tính về SEO thằng về SEO đó, thì nó bạn không được hưởng gì hết cả, tại vì thằng A vốn dĩ đó, nó vẫn là như vậy và chỉ redirect là cái tên miền đó thôi. Có nghĩa là một khi người ta tìm kiếm trên Google hay là người ta gõ trên cái Google về tên miền A đó thì nó cũng bay đến thằng C thôi. Thành ra đó về nếu mà theo thuật ngữ ý là tính về SEO thì việc mà bạn redirect á thì bạn hầu như bạn sẽ không được gì cả, thì tất nhiên nó sẽ được một vài điểm nhưng mà hầu như bạn sẽ không được bị một gì cả, tại vì thằng tên miền A nó đang giữ sức mạnh của riêng nó, mà bây giờ bạn redirect có nghĩa là bạn chỉ chuyển hướng những người nào đến thằng tên miền A nó đi đến thằng tên miền C thôi, chứ bạn không có bất kỳ một liên nào liên kết giữa thằng A với thằng C. Nếu mà bạn có một thằng A đó mà bạn viết một bài viết và bạn liên kết thằng C đó, để cho thằng C nó được tăng điểm SEO hay là điểm SEO đó, thì lúc đó thằng C mới được điểm SEO lên. Nhưng mà một khi bạn redirect đó, thì hầu như bạn sẽ không được điểm gì cả, tại vì cái link juice, những cái điểm mà sức mạnh thằng A được hưởng từ những đường link khác đã chuyển đến thằng A nó vẫn giữ nguyên như vậy. Bạn chỉ có thể mang cái sức mạnh của những cái đường link mà chỉ thằng A qua sang thằng C, là thông qua thằng A nó phải có một đường link liên kết thằng C, thì lúc đó thằng C nó mất điểm và thằng C nó mới lên hạng. Nên thành ra nếu mà thằng A và thằng C nó không liên kết giữa nhau một đường link gì đó mà chỉ redirect không thôi á, thì cho dù bạn redirect hay là bạn không redirect á thì thằng C nó cũng không bị ảnh hưởng gì hết. Thằng C chỉ được hưởng một cái ưu điểm rõ ràng nhất á, là mỗi khi thằng nào ý là một ai đó, một khách truy cập mà nó muốn là gõ vô tên miền A thì người ta sẽ đến tên miền C, thì thằng tên miền C nó chỉ ảnh hưởng ở ý là được hưởng về cái lượng traffic mà thôi, chứ nó không có bị không có ảnh hưởng đến hiệu quả, ý là nó không có hiệu quả đến SEO hay là SEO. Nó có dù cho nó hiệu quả như nữa thì nó không có hiệu quả, nó không có hiệu quả nhiều. Nên thành ra bây giờ mà bạn gỡ cái redirect ra đó, thì thằng C nó vẫn có hạn như vậy, bạn không có bị tụt hạng. Nếu mà thằng C có bị tụt hạng là do bạn SEO bạn không an toàn, nghĩa là bạn SEO không có chưa có được an toàn thôi, chứ nó không có ảnh hưởng gì về SEO cả. Thì nếu ý là nếu cô video này mà trả lời được câu hỏi của bạn Cương ấy, hay là bất kỳ một bạn nào mà gặp vấn đề như vậy nữa thì điều đó là tốt rồi. Còn nếu mà bạn nó không có nếu mà bạn không hiểu được video này ấy, thì các bạn cứ bình luận ở phía dưới thì mình sẽ trả lời cho nha. Cảm ơn bạn đã lắng nghe.